Rồi, xin chào anh em á. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em. Em lại tiếp tục lên cho anh em 13 cây. Tại vì con này em số này may mắn quá cho nên em cứ lên số 13. Thì nếu mà nhu cầu anh em nhiều, anh em gia tăng cái số lượng anh em mua thì em sẽ lên nhiều máy hơn nữa nha anh em. Có thể là mười mấy, có thể là 20 cây cũng không chừng. Nếu mà anh em có nhu cầu nhiều ha. Thì hôm nay em có cho anh em là Gobin cánh bướm 40 ly, 40cc tum gời. Một con Mitsubishi TL33 giá 1.900.000. Anh em nhìn cái giá anh em cũng biết máy gì đó. Một con TJ27 nòng 35 ly tum gời mà chạy chế hai kim, chụp giật cho lật luôn nha anh em. Vip gồ nha. Một con Mitsubishi TL23 tum gời cũng chạy chế hai kim cho mình luôn. Đây em có một con Tanaka Balo 35 ly 27cc, con này tum gời anh em, máy còn đẹp lan can xuất sắc luôn. Dòng này anh em cực kỳ chuộng nè, máy cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi, máy hôm nay rẻ nhất cho anh em 1.1 triệu. 1.1 triệu là anh em đã có máy xài. Vậy anh em chỉ cần đổ xăng pha nhớt anh em xài thôi. Máy này cứ như anh em đi bãi mới có luôn đó. Anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo ha. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo. Anh em cứ lên YouTube anh em bấm Mai Văn Tèo là ra kênh của em luôn. Bên em bán là bao ship tặng nhà, không cần lấy cọc và được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Kèm theo đó là em còn tặng kèm cho anh em 6 món phụ tùng cắt cỏ nha. Nếu mà anh em có nhu cầu gắn bơm nước đó thì bên em vẫn có gắn, thì cái đó tính phí thêm nha anh em. Rồi anh em xem, đừng quên cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like clip ha. Nếu mà có chương trình hấp dẫn hoặc là mini game là anh em sẽ biết anh em mình vô chơi ha. Em vô con đầu tiên, con M1. Tanaka giật sao, nòng 30 ly, 20cc, bình xăng lớn thay mới nha anh em. Chạy chế quanh gồ, máy 30 ly mà chạy chế quanh gồ thì em cho anh em là chạy từ sáng tới chiều. Mệt nghỉ thôi, chứ xăng là không hết nha. Cực kỳ lợi xăng luôn nha anh em. Tum gời, tum nhôm. Công tắc máy nằm đây ha, công tắc ấn, dễ dùng. Rồi, con này xài là gai dữ nè. Tay đôi ha, lắp đầu bò kia. Thằng này nó có chén ấp ngược chống quấn cỏ cho mình luôn nha anh em. Hỗ trợ là khi mà anh em cắt cỏ nó không quấn vô đầu bò là máy chết giữa chừng. Cái đó cực kỳ hay luôn nha. Nặng 4kg. M1 giá 1.1 triệu, anh em dùng gia đình mua mấy con này đi cho nó rẻ nha anh em. Tiếp theo con M2. M2 là máy Steen ha anh em, Steen FS22, nòng 32 ly, con này 23cc nha. Máy nhỏ gọn, phù hợp cho mình dùng gia đình, cắt cỏ vườn, cỏ nhà, anh em cũng có thể gắn thêm cái đầu tua hít, anh em bơm nước được luôn. Bình xăng lớn thay mới, con này cũng là chạy chế hai kim mới luôn nha anh em. Cái gì chứ hai cái này lúc nào em cũng nói cho anh em biết đường anh em mua nha. Chứ không nói là nhiều anh em mua về sẽ bỡ ngỡ đó. Ha, bây giờ anh em xem like, anh em nhớ xem cho kỹ, nghe em nói cho kỹ, anh em chốt để về anh em bỡ ngỡ cái vụ này ha. Tôm liền tôm nhựa nha. Rồi, con này xài là gai dữ nè, láp chăn cỏ đầu bò đầy đủ nguyên bản nha anh em. Anh em mà dùng ít thì anh em lấy mấy con này cho nhỏ, nó gọn và giá nó rẻ nha anh em. Mấy cái bình xăng lớn này nè, nó không ảnh hưởng gì tới con máy chân á, nó cũng chỉ là đồ chứa xăng thôi. Chứ anh em đừng có quan trọng quá cái chỗ mà bình xăng lớn là mới hay cũ ha. Cái này em nói cho anh em biết cái vấn đề thôi, mình mua cho nó dễ. M2 giá 1.3 triệu, ai mà thay zin là người tính tiền hết hả anh em, chứ không có thay miễn phí cho anh em đâu. Tiếp theo con M3. Con M2 M3, hai con đều là 32 ly, nó 23cc hết luôn. Nhưng mà anh em nghe con M3, anh em nghe cái tiếng nó khác gọt liền. Tiếng cực kỳ khỏe luôn anh em, nghe cực kỳ chắc luôn. Tại vì nó dòng bu ghi đứng á. Nòng 32 ly, 23cc. Con này thì bình xăng lớn ghi nè. Chạy chế là chế zin, chế quanh gồ nè. Bu ghi đứng chạy là anh em nghe tiếng nó khác bọt liền. Tâm liền, tâm nhôm. Công tắc máy làm đây ha. Rồi, con này xài là gai dữ nè. Tay là tay zin, cùm là cùm zin luôn nha anh em. Còn một xanh lá cây cho mình luôn đó. Láp đầu bò cũng là zin. Con này là zin nguyên cây luôn nha anh em. Máy cực kỳ khỏe luôn. M3 giá 1.4 triệu. Tiếp theo con M4.
M4 dòng này dòng Echo Kiwis ha, giá hợp lý 1,4 triệu, nồng 32 ly. Con này để coi coi, con này 23cc nè, 32 ly 23cc dòng áo nhôm. Dòng máy này chạy cực kỳ khỏe luôn, phù hợp cho những anh có nhu cầu gắn bơm nước nè, các cỏ vườn, cỏ nhà, các cỏ thê, cỏ mướn, các cỏ cho bò ăn hoặc là các lúa, nói chung mọi vấn đề. Anh em cần một máy giá rẻ mà máy khỏe, anh em bút con này cho em. 1,4 triệu là máy đã đủ làm cho anh em mọi công việc luôn. Tập cước cũng được luôn nghe anh em. Tập cước là cắt gỗ tròn tròn bằng dây găng đó, cực kỳ ngon. Bình xăng lớn zin nguyên bản nè. Thằng này chạy chế zin luôn nghe anh em. Tum gời tum nhôm ha. Xài là ga giữ nè, tay là tay đôi. Láp chắn cỏ đầu bò zin nguyên bản luôn nghe anh em. Tết gần tới rồi, mình tranh thủ mua con về để mình dọn dẹp nhà cửa ăn Tết nghe anh em. M4 giá 1,4 triệu. Tiếp theo M5. M5 cũng là một dòng máy bu ghi đứng nha anh em, dòng xin đây qua. Mấy thằng bu ghi đứng anh em thấy nó xấu xấu thì chứ được, cái là tốt, nó tốt tính lắm anh em. Máy móc đồ khỏe lắm, ngon lành lắm. Trong đốc có xin đây qua trong dập đốc mình luôn nè. Ha, con này nồng nó là 32 ly, nó 23cc. Bình xăng lớn, thay mới, chạy chế hai kim mới luôn. Tum liền, được cái tum nhôm nha. Anh em tránh trường hợp hiểu nhầm cái thằng xin đây qua 4 ốc này nhưng mà nó tháo ra nó không có làm gì được hết, cho nên lúc nào cũng là gọi là tum liền nha anh em. Nè anh em mình tránh trường hợp hiểu nhầm chỗ này nha. Rồi, công tắc máy nằm đây ha. Con này xài cũng là ga giữ nè, láp đầu bò zin. M5 giá 1,3 triệu, dòng bu ghi đứng mà giá chỉ có 1,3 triệu thôi, gọi là quá rẻ luôn. Tiếp theo M6. M6 là con xin đi qua. Con này em hay gọi với anh em là máy mà nói chung là giá rẻ nhưng mà phù hợp cho những anh là cắt cỏ thê, cỏ mướn là cực kỳ hợp lý luôn anh em. Bu ghi đứng, áo nhôm, anh em cắt mà lỡ có va chạm cái gì mà cứng hoặc là gớt nó cũng không sợ nó bể. Tại vì nó bằng nhôm mà anh em, đường nào bể được. Tum cũng là tum nhôm cho mình luôn nè. Nói chung này nó nhôm nó full áo giáp luôn đó anh em. Chạy phải gọi là cực kỳ ngon luôn. 32 ly nữa tới 25cc lần nha. Xin đi qua X25 nó dòng bu ghi đứng nè. Bình xăng lớn là zin nha. Chạy chế hai kim mới, tum nhôm nè anh em. Áo nhôm, vỏ nhôm, tum nhôm nữa thì cái gì cũng nhôm thì chất lượng cho anh em vô cùng luôn rồi còn gì nữa. Xài là ga giữ nè, láp đầu bò zin cho mình luôn nha anh em. Dòng này anh em chạy anh em cắt cỏ bao phê cho anh em luôn. M6 giá 1,4 triệu. Tiếp theo con M7. M7 là con Tanaka BUM270S, nồng 35 ly, nó 27cc. Dòng Tanaka Balo này anh em cực kỳ ưa chuộng luôn là do cái hình dáng, cái kết cấu phía ngoài cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ bắt mắt. Dòng này chạy bu ghê đứng nè, bởi vì anh em cực kỳ thích luôn ha, thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ tinh mắt luôn nha anh em. Bu trắng tươi ha, quá đẹp. Vàng khung nè, màu cam luôn nha anh em, bình xăng trắng tươi luôn nè, ốp lưng dây đeo đầy đủ luôn ha, Tanaka luôn. Tay ga công tắc cho bò trắng cỏ đầu đủ đầy đủ cho mình luôn nha anh em ha. Rồi con này tum gời tum nhôm luôn anh em, nào ví dụ như anh em xài anh em mà không thích cắt cỏ anh em có thể tháo cái đầu máy ra anh em chế cháo, anh em gắn xịt thuốc cũng được luôn nha anh em. Xịt thuốc thì anh em có thùng xịt thuốc bình xăng trên đó, anh em lấy cái đầu máy anh em gắp vô là anh em xài đó. M7 giá 2,3 triệu, cực kỳ tiện lợi luôn nha anh em, có thể tháo đầu máy gời được nha, đưa ngoại gọi. Tiếp theo con M8. M8 con này là con Maguyama nha anh em, nồng 32 ly, nó 23cc. Tiện lợi nhất của dòng Magu là một cái dòng máy cực kỳ dễ kiếm phụ tùng thay thế luôn nha anh em. Ở đâu cũng có hết, anh em ra tiệm gần nhà là có ha. Nồng của này là 32 ly, nó 23cc. Bình xăng lớn, máy zin nguyên bản nha. Còn tem mát đầy đủ cho mình luôn nè. Bình xăng nó còn tem luôn. Chạy chế quanh gồ. Đặc biệt của con này là tum gời tum nhôm, anh em là tum 260 nha. Tháo ra là anh em có xịt thuốc được luôn á. Công tắc máy nằm đây ha. Rồi, con này xài là ga giữ nè. Láp đầu bò đầy đủ cho mình nha. Trong lốc thì có dập tách in da băng cho mình luôn.
Đó, đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ combo máy zin nguyên cây nguyên bản ha. M8 giá 1,5 triệu. Tiếp theo con M9. Con này là con Maguyama, con này là Hamagu MB2660 anh em, nòng 34 ly, 26cc, chụp giật trợ lực lớn có giới thiệu. Thằng này giá nó 1,7 triệu là do em đã thuê hai chế hai kim mới nha anh em. Bởi vì giá chỉ có 1,7 triệu thôi, nếu mà con này chạy chế zin là tầm 1,8 triệu 9 nè. Này anh em nhớ giá cái chỗ này giùm em, tại vì em thay chế hai kim á. Rồi, bình xăng lớn zin nguyên bản nè, bình xăng nó còn tem cho mình luôn. Trong lốc là có dập bách in cho băng mình luôn nha anh em. Nó nằm hàng ngang phía trên đó. Anh em về cứ kiểm tra đi, có dập băng anh em hãy nhận. Tâm liền tâm nhựa ha. Con này thì ga dữ nè, đặc biệt của con này á là nó xài công tắc trên ghi đông, cực kỳ tiện lợi cho anh em khi mà anh em muốn tắt máy luôn ha. Lắp đầu bò zin nguyên bản đầy đủ cho mình luôn nè. Rồi, con M9 giá 1,7 triệu. Tiếp theo con M10. M10 là con Mitsubishi TL23 nha anh em, nòng 32 ly, 23cc, bình xăng lớn, zin nguyên bản còn trắng còn đẹp luôn. Chạy chế hai kim quanh gồ cực kỳ lợi xăng luôn nha anh em. Trong lốc nó cũng có mít in da băng cho mình luôn nè. Đặc biệt có con này là tum gời tum nhôm tum 260 nha. Công tắc máy nằm đây ha. Con này thì nó xài là ga dữ nè. Lắp đầu bò zin nguyên bản đầy đủ cho mình luôn nha anh em. Máy zin nguyên cây nhỏ gọn, nặng có chỉ có 4kg hoặc 4,5kg thôi. Nhỏ gọn nhẹ mà máy hệ phụ tùng cực kỳ bền bỉ luôn nha anh em. Rồi, con M10 giá 1,7 triệu ha. Tiếp theo con M11 Kawasaki. Kawasaki TJ27 ha, nòng 35 ly, 27cc nha anh em. Đặc biệt của con này là bu ghi đứng, cái thứ hai là chụp giật trợ lực lớn có dây thiều cho mình luôn. Dòng này thường là nó trợ lực bình thường anh em, máy giật bình thường à. Có hôm nay có con này đặc biệt cái là trợ lực ha, bởi vì nó đặc biệt chỗ này. Bình xăng lớn, zin nguyên bản, nó còn cái miếng gòn nó giữ bên nắp bình xăng mình nữa nè anh em. Cực kỳ hay luôn nha. Đặc biệt là chạy chế hai kim quanh gồ, cực kỳ lợi xăng và cực kỳ nhạy nổ. Thì một cái hay con này là tum gời tum 260 luôn. Công tắc máy nằm đây ha. Con này xài là ga dữ nè. Lắp đầu bò là zin nguyên bản. Thằng này là cái lắp nó sơn tĩnh điện anh em, sơn màu đen, cực kỳ đẹp và cực kỳ chắc chắn luôn. M11 giá 2,2 triệu, bu ghi đứng, tum gời, chạy chế 260 hai kim, đặc biệt chụp giật trợ lực luôn. Xuất sắc luôn anh em, con này phải gọi là xuất sắc luôn á. M11 giá 2,2 triệu. M12. M12 là con Mitsubishi TL33 nha anh em. Nòng của nó là 36 ly ha, nó 33cc. Anh em nhìn 1,9 triệu là anh em biết máy gì rồi. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Bình xăng lớn, zin nguyên bản, con này cũng là chạy chế hai kim zin của nó luôn nha anh em. Tum gời tum lớn nha. Tum gời tum lớn tum nhôm. Bố lớn luôn nha anh em. Công tắc nằm đây ha. Thằng này ống lắp nó là xoay được 360 độ luôn. Ống lắp là ống lắp 28 luôn nha anh em, ống lắp lớn nhất luôn á. Trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản nè. Đó thì anh em mà thích máy lớn máy khỏe mà giá rẻ thì anh em hốt con này về xài. Con này anh em gắn mặt cái đồ bơm nước hoặc là anh em gắn xí đắt chạy cũng được nha. Máy này xí đắt chạy nổi á. M12 giá 1,9 triệu nha. Cuối cùng M13.
Rồi, M13 là con Govin nòng 40 ly, 40cc ha. NB40 nghe anh em, máy anh em biết cái độ chắc, độ khỏe của mày đó, chạy cực kỳ khủng luôn anh em ơi. Áo thì còn đẹp, nó sơn nguyên zin nguyên bản nha. Còn đẹp luôn. Con này là hàng đợt này về là em được có con nhất con này á. Hàng hiếm luôn á, được gọi là hàng hiếm luôn anh em. Tại vì mấy trăm cây mà được có con này hả? Một con duy nhất Govin NB40 luôn á. Chạy chế zin nè, tum gời tum lớn luôn nha. Tum lớn bố lớn luôn. Ống lắp xoay là 360 độ, cầm là cầm gin nữa nè. Gai bóp gin luôn. Này là cực kỳ ngon luôn nha anh em, hàng hiếm luôn á. Lắp đầu bò là gin nguyên bản nè, ống lắp 28 nha, ống lắp cỡ đại á nè. Hai con lắp lắp bằng nhau đó, ống lắp 28 hết luôn á. Ha, máy khỏe luôn, bình sang chơi luôn. Công tắc máy nằm đây nha anh em. Nãy anh em nhớ là hàng anh em thử anh em nhớ đóng le rồi anh em nhớ mở le nha. Nãy anh lính em giật máy nè mà nó đóng le nè, nó quên mở gì lên ga không nổi. Bây giờ anh em nhớ mở le ra cho nó không khí nó vô nó chạy mới được nha anh em. Rồi, con em M3 giá 2,4 triệu, nòng 40 ly, 40cc. Máy con này xuất sắc luôn anh em. Nước sơn zin nguyên bản còn đẹp luôn ha. Rồi, em lên cho anh em 13 cây đó. Nếu mà anh em có nhu cầu nhiều hơn, em sẽ lên tăng lên số lượng lên nha anh em. Rồi, chúc anh em, chào anh em một buổi tối vui vẻ ha.